Chào các bạn, trong video này mình xin giới thiệu với các bạn đôi nét về kênh Sáng Sano. Con kênh này bắt nguồn từ ngã ba Vàm Sáng, sông Cần Thơ, đoạn qua huyện Phong Điền chạy dài tới ngã ba sông Ba Voi Hậu Giang trước khi đổ ra sông Cái Lớn Kiên Giang chảy ra biển Tây. Con kênh đã tạo nên cảnh quan đặc sắc cho mảnh đất vị thanh. Theo nguồn gốc địa danh, Sano bắt đầu từ Threk No xóm có cây điên điển. Đến mùa khô năm 1901, kênh Sáng Sano chính thức được khởi công và tháng 7 năm 1903 thì hoàn thành. Từ Vàm Sáng, Phong Điền, với rạch Cái Tư một nhánh của sông Cái Lớn an thông tới vịnh Xiêm La. Đây là công trình thủy nông lớn nhất Nam Kỳ thời đó. Kênh rộng khoảng 60m, sâu từ 2,59m và dài khoảng 40km, bắt nguồn từ Sóc Sano thành phố Cần Thơ an thông với sông Cái Tư Hậu Giang Kiên Giang. Sau đó, người Pháp tiếp tục cho đào những con kênh cắt ngang, cứ cách 500m thì đào một kênh nhỏ, 1000m đào một kênh lớn và đào theo lối xôm lươn nằm lệch nhau. Trong lúc kênh Sáng Sano đang đào, dân cư ùn ùn kéo tới cất nhà, giành địa thế làm ăn thuận tiện. Cho đến khi kênh đào hoàn tất thì hai bên bờ, đất gần như đã có chủ. Hệ thống kênh này đã dẫn nguồn nước ngọt từ sông Hậu vô tưới những đồng lúa bạt ngàn. Rồi từ đây, ghe xuồng lại chở lúa ra kênh Sano, nơi có những chiếc xà lan lớn đang chờ ăn lúa đưa về Cần Thơ, Kiên Giang, Sài Gòn và nhiều nơi khác. Theo số liệu năm 1899, mỗi năm, Nam Kỳ xuất cảng được 500.000 tấn lúa gạo, từ khi có kênh Sáng Sano đã tăng lên 1,3 triệu tấn. Kênh Sáng Sano trở thành con đường lúa gạo lớn sầm uất nhất Đông Dương. Hơn 100 năm kênh Sáng Sano hoàn thành, con nước vẫn hai buổi lớn dòng mang phủ xa sông Hậu thau chua, rửa phèn, bồi đắp dinh dưỡng cho đồng ruộng hai bên con kênh chạy dài. Ngày ngày, hàng ngàn xà lan, ghe xuồng vẫn ngược xuôi trên kênh. Kênh Sáng Sano đã được đưa vào danh mục tuyến đường thủy quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Cà Mau. Việc giao thương theo đó cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Riêng tỉnh Hậu Giang, gần 20 km bờ kè trải dọc bờ kinh Sáng Sano qua địa bàn thành phố Vị Thanh và các huyện Vị Thủy. Châu Thành A tỉnh Hậu Giang được xây dựng làm tăng thêm vẻ đẹp cho hai bên bờ kênh, góp phần thúc đẩy văn hóa du lịch Hậu Giang ở những vùng dòng kênh chảy qua. Điểm nhấn trên kênh Sáng Sano đoạn qua thành phố Vị Thanh đã xuất hiện sản phẩm du lịch đặc biệt, đó là tàu du lịch Sano. Với sức chứa 200 khách, mở cửa từ lúc 6 giờ đến 21 giờ, mỗi ngày tàu chạy một chuyến xuất bến vào lúc 19 giờ, miễn phí giá vé và chạy theo lịch trình từ bến tàu khách sạn Bông Sen qua di tích quốc gia đặc biệt Chiến Thắng Trương Thiện qua cầu Sano, rồi đến cầu 30 tháng 4 đến chợ Vị Thanh và đến di tích Chiến Thắng Vàm Cái Sình, sau đó tàu quay về bến. Đến đây du khách có thể vừa ăn, vừa thưởng thức đờn ca tài tử và đón những làn gió mát từ dòng kênh Sano sẽ thấy thật thoải mái, ngon miệng hơn rất nhiều. Đặc biệt có thể ngắm nhìn thành phố Vị Thanh về đêm theo góc nhìn mới từ kênh Sáng Sano. Vấn đề mình chia sẻ trong video này đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, xin các bạn vui lòng nhấn thích, chia sẻ, đăng ký kênh và nếu có ý kiến thắc mắc, mời các bạn để lại bình luận bên dưới video này. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.